Thưa quý vị, vào thời điểm cuối năm, lễ Giáng sinh và chào năm mới là các sự kiện được du khách quốc tế rất quan tâm. Vì vậy, du lịch Đà Nẵng đã chuẩn bị nhiều hoạt động hấp dẫn cho mùa lễ hội cuối năm nhằm thu hút khách du lịch đến vui chơi, nghỉ dưỡng tại thành phố. Đây là lễ thắp sáng cây thông Noel vừa diễn ra tại Pullman Đà Nẵng Beach Resort. Sự kiện đã thu hút nhiều khách quốc tế tham gia cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ ấm áp. Đà Nẵng là một nơi tuyệt vời để gia đình tôi du lịch tận hưởng thời gian rảnh cuối năm. Được tham gia vào lễ thắp sáng cây thông Noel tại Pullman, gia đình tôi thấy rất vui và cũng bất ngờ về buổi lễ tại đây, rất đẹp, lung linh. Chúng tôi đã có những trải nghiệm ý nghĩa. Xác định đây là sự kiện khởi đầu cho mùa lễ hội cuối năm nhằm thu hút du khách đến với Đà Nẵng nói chung cũng như các khu nghỉ dưỡng nói riêng. Bên cạnh đó, lan tỏa không khí Giáng sinh đến với du khách để mọi người xích lại gần nhau hơn. Năm nay bạn có thể thấy chúng tôi sử dụng 1010 con chuồn chuồn làm cây thông để tượng trưng cho ước mơ và hy vọng của chúng tôi, gửi gắm thông điệp rằng tất cả có thể phục hồi nhanh hơn sau Covid-19. Còn đây là lễ thắp sáng cây thông Noel tại Rising Mall Premier Resort Đà Nẵng. Du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cây thông khổng lồ mà còn được ông già Noel giao lưu trao phần quà ý nghĩa. Theo nhiều cơ sở du lịch 4 năm sao, năm nay lượng khách quốc tế lưu trú trong dịp cuối năm tăng trưởng so với năm ngoái. Ngoài lễ thắp sáng cây thông Noel, các đơn vị cũng tổ chức thêm nhiều hoạt động sự kiện mùa lễ hội để đón Giáng sinh và chào năm mới, qua đó kích cầu du lịch thành phố, góp phần đón và phục vụ khách ngày càng tốt hơn. Ngoài cái lễ hội thắp sáng cây thông Noel diễn ra tại Rice Mall, thì chúng tôi cũng có những sự kiện song song với hoạt động vào mùa cuối năm, chẳng hạn như là tiệc Giáng sinh, tiệc năm mới và các workshop làm về chủ đề Giáng sinh, năm mới, làm bánh quy, là làm bánh icing cookie. Ngoài ra, trong mùa Giáng sinh và năm mới, Đà Nẵng sẽ sôi động với hàng loạt hoạt động hấp dẫn như lễ hội mùa đông trên đỉnh Sun World Banana Hills, giải chạy bộ Sơn Trà, chuỗi sự kiện Giáng sinh lấp lánh tại Helio Center hay ngày hội văn hóa sáng tạo Đà Nẵng sắc màu, ngày hội người nước ngoài. Đặc biệt, còn có chương trình đếm ngược chào năm mới có sự góp mặt của những nghệ sĩ nổi tiếng. Chắc chắn rằng, với chuỗi sự kiện lễ hội này sẽ gia tăng trải nghiệm tạo ấn tượng cho du khách về một thành phố luôn sẵn sàng cho đón khách trong mọi thời điểm.